X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Gia Cát Lượng, sinh năm 181, mất năm 234, tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long Tiên Sinh, là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự, và cũng là một nhà phát minh của Thục Hán thời Tam Quốc. Ông là người có công lớn trong việc hình thành nên thế chân vạc giữa nhà Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy trong hàng chục năm. Ông được khắc họa với hình ảnh mặc áo bát quái, tay cầm quạt lông, ngồi trên xe đẩy. Trong đó, quạt lông vũ là vật bất ly thân của thần Cơ Diệu Toán. Nó đã theo Gia Cát Lượng trong khắp các cuộc chiến lớn nhỏ và trở thành nỗi ám ảnh của nhiều đội quân. Trong cuốn Ngữ Tài của Bùi Khải có ghi lại một sự việc như vậy, kể rằng khi Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý giáp mặt ở bờ sông Vị Thủy, Tư Mã Ý mặc quân phục đi tới. Ông nhìn thấy Gia Cát Lượng cầm quạt lông trắng chỉ huy ba đạo quân. Tư Mã Ý không khỏi cảm thán, thật sự là bậc kỳ tài. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu nguồn gốc về ba bảo bối bất ly thân của Gia Cát Lượng trong mỗi lần ông xuất chinh. Người ta cho rằng chiếc quạt lông vũ là món quà của cha vợ Hoàng Thừa Ngạn tặng cho Gia Cát Lượng. Người ta nói rằng Hoàng Thừa Ngạn rất thích ngươi ngỗng và cũng có một bộ sưu tập sách khác nhau. Khi ông gả con gái của mình là Hoàng Nguyệt Anh cho Gia Cát Lượng, ông cũng đã tặng cho con rể nhiều sách làm của hồi môn. Nhờ số sách đó, Gia Cát Lượng đã nghiên cứu nghệ thuật bài binh bố trận, cuối cùng thành danh cả về chữ nghĩa lẫn quân sự. Sau đó, Lưu Bị ba lần mời Gia Cát Lượng ra khỏi núi, Hoàng Thừa Ngạn mổ con ngỗng tổ chức yến tiệc. Ông đích thân làm một chiếc quạt bằng lông ngỗng đưa cho quân sư này và không quên nhắc nhở, ngỗng là loài cảnh giác nhất. Có nó bên cạnh, con luôn phải nhắc nhở bản thân tỉnh táo và thận trọng. Từ đó, chiếc quạt lông ngỗng đã đồng hành cùng Gia Cát Lượng trong các sự kiện trọng đại của cuộc đời. Đặc biệt mỗi lần xuất hiện trong các trận chiến, ông đều mang theo chiếc quạt này và mang về nhiều thắng lợi. Để giải thích cho chiếc quạt lông đặc biệt của Gia Cát Lượng, trong dân gian cũng lưu truyền một câu chuyện tình yêu của ông với người vợ Hoàng Nguyệt Anh. Theo nhiều sử sách ghi chép lại, Thiên Kim tiểu thư Hoàng Nguyệt Anh là một cô gái vô cùng thông minh, tài hoa xuất chúng. Hoàng Nguyệt Anh không chỉ vẽ đẹp mà còn có võ nghệ hơn người. Cô từng theo học võ của một danh sư nổi tiếng ở trên một ngọn núi. Lúc đã thành tài xuống núi, vị danh sư này đã tặng cho cô một chiếc quạt lông ngỗng cùng với hai chữ Minh và Lượng. Bên trong hai chữ này ẩn giấu nhiều kế sách công thành lược địa và trị quốc an bang. Đồng thời ông còn dặn dò Hoàng Nguyệt Anh rằng hai chữ này chính là tên của Đức Lang Quân như ý của con. Về sau, khi Gia Cát Lượng tới nhà Hoàng Nguyệt Anh cầu hôn, cô liền đem chiếc quạt lông vũ này ra xem như lễ vật tặng lại cho Gia Cát Lượng. Hoàng Nguyệt Anh hỏi Gia Cát Lượng, Gia Cát tiên sinh, ngài có biết dụng ý của tôi khi tặng ngài chiếc quạt này không? Gia Cát Lượng trả lời, là lễ thì nhẹ nhưng nghĩa tình thì nặng có đúng không? Hoàng Nguyệt Anh lại nói, còn có nghĩa thứ hai nữa. Gia Cát Lượng suy nghĩ mãi mà vẫn không ra được ý nghĩa thứ hai này, nên Hoàng Nguyệt Anh lại nói, Gia Cát tiên sinh vừa cùng gia phụ đàm luận thiên hạ đại sự, tâm mang đại kế, khí vũ hiên ngang, say mê hứng thú. Nhưng mà, tôi phát hiện rằng khi ngài nói tới Tào Tháo và Tôn Quyền thì chân mày lại hiện rõ ưu tư, lo lắng. Tôi tặng ngài chiếc quạt này là để ngài che mặt những lúc như vậy. Với trí thông minh của mình, Hoàng Nguyệt Anh biết rõ, đại trượng phu lúc làm việc lớn phải giữ tâm thái bình thản, không thể để tình cảm làm dao động, xử trí sự việc theo cảm xúc và lại càng không để người khác phát hiện ra. Như vậy sẽ bị khinh thường mà việc lớn không thành. Sau khi Gia Cát Lượng cưới Hoàng Nguyệt Anh, Gia Cát Lượng yêu chiếc quạt lông vũ như viên ngọc quý, lúc nào cũng cầm trên tay như hình với bóng. Bất kể là ở Lục Xuất Kỳ Sơn hay ở Thuyền Cỏ Mượn Tên Không Thành Kế, Gia Cát Lượng đều lay động nhẹ chiếc quạt lông vũ này, thể hiện sự tự tin trong lòng, nắm chắc phần thắng. Trong suốt thời gian phò tá Lưu Bị, Gia Cát Lượng vẫn luôn mang theo bên mình chiếc quạt lông ngỗng. Nó đã đồng hành với ông trong nhiều trận chiến vang danh sử sách. Một số quan điểm còn cho rằng chiếc quạt ấy chỉ cần vẫy lên là có thể khiến thiên hạ quy tâm, đất trời nghiêm ngả. Hiện cho đến nay, những câu chuyện về chiếc quạt lông ngỗng vẫn chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán. Người ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho nguồn gốc của chiếc quạt này. Song những câu chuyện trên không hoàn toàn là không có cơ sở. Dù có nguồn gốc ra sao thì có một điều không thể phủ nhận, chiếc quạt là vật gắn liền với tên tuổi của Gia Cát Lượng và sự nghiệp của ông. Ngoài chiếc quạt lông vũ bảo bối, vũ mao phiến, Gia Cát Lượng còn có được hai chiếc áo quý, một chiếc tên là bát quái y, còn chiếc kia tên là hạc sườn sam. Lai lịch của chiếc y và chiếc sam này chính là một truyền kỳ trong dân gian. Vốn dĩ, ổ tam quý, người đã uống rượu ở quán rượu Long Trung, chính là do một con rùa núi lớn ở dưới sông Tương Thủy Hà biến hóa ra, gọi là
Tương Thủy Sơn Quy. Hơn 300 năm trước, vào một hôm, Sơn Quy tắm ở sông Tương Hà, lên bãi cát nằm phơi nắng, đột nhiên nghe thấy bờ bên kia có tiếng kêu gọi, bèn nghiền cổ lên xem, trông thấy một con hạc và một con chim ưng, liền vội vã chui, tọt, sang bên đấy, cõng bọn họ qua sông. Hỏi ra mới biết là, Nam Dương Tiên Hạc đã tu luyện ngàn năm và ca ca của nó là Đại Bằng Ưng Tử, vì để tu luyện mà phải bay đến ruộng nương này ăn mầm lúa mạch bị người ta bắn thọ thương. Máu của Tương Thủy Sơn Quy có thể trị được vết thương do tên bắn, nó bèn cắn rách chân trước, để trị thương cho chúng, đồng thời khuyên nhủ cả hai đừng ăn mùa màng của người dân nữa, nguy hại đến bách tính. Anh em chim ưng và chim hạc đều nghe lời và hứa sau này sẽ ăn lúa mạch dại, trái cây trên núi để thay cho mùa màng của nhân dân. Sau đó, Nam Dương Tiên Hạc bèn hóa thành Hoàng Nhị Hạc, mở một quán rượu ở Long Trung. Để thể hiện lòng đáp tạ, Hạc Lão Nhị bèn mời ca ca cùng với Sơn Quy cứ đến quán mà uống rượu. Từ đó, Tương Thủy Sơn Quy và anh em ưng, Hạc trở thành Nam Dương Tam Hiểu. Nhưng, vì Đại Bằng Ưng Tử muốn mau chóng thành tiên nên đã nuốt lời hứa, không nghe theo lời khuyên nhủ, năm nào cũng vẫn cứ làm nguy hại đến mầm xanh trong chu vi trăm dặm, khiến cho bách tính phải chịu đói chịu khát. Sơn Quy nhiều lần khuyên bảo, cũng vẫn chứng nào tật nấy. Sơn Quy hết sức tức giận và muộn phiền. Sau khi quen biết Gia Cát Lượng, nhìn thấy được chàng trai trẻ với khí phách bất phàm này, ngày sau ắt làm nên nghiệp lớn. Hôm ấy, uống rượu ở trong căn gác nhỏ, chim ưng và chim hạc đã uống say đến không còn biết trời trăng mây đất là gì, bèn thổ lộ chân tình. Sơn Quy mới rõ, không những chỉ mỗi ưng từ điều mới làm điều sai trái tác, oai tác quái, làm khổ cho bá tánh, mà Hạc Lão Nhị cũng làm loạn đạo phép, lấy trộm lương thực, cất rượu mưu lợi. Sơn Quy cả giận, ngay tức khắc hất đổ bàn tiệc, rồi bỏ đi. Trên đường đi thì gặp Gia Cát Lượng hỏi hắn chuyện, Kim Đại Bằng, nhà Hồng Bảo Châu. Sơn Quy càng tin chắc rằng Gia Cát Lượng tuyệt không phải là hạng phàm phu tục tử, ấy thế mới hạ quyết tâm, để cho Gia Cát Lượng đi lấy Bảo Châu, nhổ lông vũ, khiến cho ưng tử điều hóa thành núi đá. Hôm ấy, Hạc Lão Nhị nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, biết rằng ưng ca đã bị hại, khóc giết không thôi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn rằng chỉ có Tương Thủy Sơn Quy mới biết tường tận việc này, và cũng chỉ có người này mới hại được ca ca của hắn. Thế là, thừa dịp Sơn Quy không phòng bị, Hạc Lão Nhị đã hạ độc thủ đối với Sơn Quy. Tương Thủy Sơn Quy nhẫn nhịn chịu đau đớn, tìm đến gặp Gia Cát Lượng, nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Gia Cát Lượng vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng điều trị vết thương cho Ổ Tam Quý. Nhưng Ổ Tam Quý lại nói với chàng, đã không còn kịp nữa rồi. Nói xong, bèn lấy chiếc bát quái y đã tu luyện 200 năm trên người trao tặng cho Gia Cát Lượng và nói rằng, sau này nếu gặp phải chinh chiến, đau thương không thể nào xâm nhập được, cũng si cũng chẳng phụ ngươi đã một lần đối đãi tốt với ta. Đồng thời mách cho Gia Cát Lượng diệu kế đoạt được chiếc áo khoác của tiên hạc. Nói xong, Tương Thủy Sơn Quy bèn đi về phía nam, vốn dĩ là muốn nhanh chóng trở về quê nhà ở sông Tương Thủy Hà, nhưng cuối cùng, ông chỉ có thể đi đến nơi giáp danh giữa Chi Giang và Nghi Đô thì gục ngã. Đến nay, nơi ấy vẫn còn có một địa danh gọi là Ô Quy Bao, một ngọn đá vuông trơn tru sáng láng, không có cây cũng không có cỏ nào mọc lên. Truyền thuyết kể rằng đó là do Tương Thủy Sơn Quy biến hóa thành. Về sau, khi Gia Cát Lượng đã làm đến chức thừa tướng của Thục Hán, bèn cho dựng chùa chiền, đào ao chỉ nuôi rùa, nghe nói là để tưởng nhớ Tương Thủy Sơn Quy. Lại nói về Gia Cát Lượng, sau khi gặp Tương Thủy Sơn Quy liền ra ngoài nhặt chiếc mai rùa mà Sơn Quy đã cởi ra để lại trên mặt đất. Thật không ngờ, trong tức khắc chiếc mai rùa này biến thành một chiếc đạo bào lấp lánh ánh vàng, trên đó điểm xuyến hình của một chiếc bát quái đồ. Theo lời chỉ điểm của Sơn Quy, sau canh ba, chàng đến quán rượu Long Trung, xông vào căn gác nhỏ ở phía đông, quả nhiên trông thấy Hạc Lão Nhị uống say như bùn nhão, bên người khoác một chiếc tiên hạc bảo sam. Gia Cát Lượng lấy chiếc áo và mặc lên người mình, Hạc Lão Nhị trực choàng tỉnh dậy, trông thấy hạc sườn sam bị người ta lấy mất, phép lực tan biến, hiện nguyên hình là con chim hoàng hạc, nó vội vã tung cánh bay thẳng về hướng đông nam. Từ đó, Gia Cát Lượng có được hai chiếc áo quý. Vào lúc chinh chiến, lúc nào chàng cũng mặc chiếc bát quái y, điều binh khiển tướng chắc như đinh. Còn trong những dịp tiếp khách và thương nghị quốc sự, thì chàng mặc chiếc hạc sườn sam, đối sách lưu loát. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.